Rồi, chào cả nhà nha. Bữa nay hai anh em mình đi câu cá ổ một bữa các bạn ơi. Nào giờ như chưa có clip nào câu cá ổ hết á. Nên bữa nay hai anh em mình đi câu cá ổ một bữa rồi sao. Hột hơi chim này. Nước này giờ nó ăn hơi cạn. Nước đục ngầu à. Ở đây ta gặp nhà hàng đẹp, người ta nuôi vịt đẻ không nhiều bạn, nên nó ra nó gút cái nước nó đục. Cái này mà mình chạy lên chút xíu nữa là khoảng cây mấy số là tới nhà, tới chân chợ Sa Đéc. Ồ, ở đây nấu gì mà khó dữ trời. Gần Tết nấu bánh tét gì mà khó quá trời khó vậy. Như đốt ghét á, đốt mấy cái vỏ xe hay sao á. Này con gạch nó chứ nhà hàng đạt người ta số rồi, người ta trồng mấy cây gừa rồi với mấy cây bằng rồi cho đỡ lỡ đất. Cảnh này còn nguyên sinh dữ các bạn, giống như kiểu hồi xưa không có cải tạo này nọ, nhìn thấy cây cối rồi hai bên gạch vẫn còn nguyên sinh lắm. Trước có chú nó tắm rồi đi mò ốc những cua tắm. Chỗ này nói chung cây cối nhiều nè, bởi vì sâu chim mà quá trời chim luôn, sâu bọ với chim nó lại nó ăn á, quá trời luôn đó. Này ra Nha Măng, thuộc Nha Măng nè, đường quốc lộ nè. Cái cầu này là cái cầu này cầu gì ánh sao hả? Phía trước bắt đầu ra chuẩn bị ra sông lớn rồi đó, mình ra sông này xong mình mới chạy qua thêm cái sông Tiền nữa mới lớn. Sông này mình chạy thẳng lên cái chân chợ Sa Đéc luôn, cầu Sa Đéc rồi. Ở đây đa số những cái nhà lúa xây lúa mà, như mấy cái lò gạch á. Ở đây lò gạch dữ lắm đó, xa xa cái kia là có lò gạch rồi. Rồi hai anh em mình tới điểm câu bạn, ở ngoài kia là sông Tiền đó, bự mênh mông đại hải không. Ở đây có cái đám cỏ nè, hai anh em mình khoét lỗ khâu mới để cần xuống, đạt để cần. Giờ chuẩn bị cá ăn đỏ, các bạn thấy tim không? Tim kinh khủng kìa, cái chì quá. Ôi chừng đạt ơi. Chuẩn bị miếng hốt hàng đó đó. Ủa tim lại bừng bừng kìa. Ủa cần đạt trời ơi. Ô cái chì. Cái chì các bạn ơi, hai thằng hai cần treo tung tắng tao nè. Trời ơi. Cái chì chắc xiền luôn, tim lên bừng bừng tới kìa. Đang cũng ngồi xuống. Nó gì xảy chạy. Chơi nó lại các bạn ơi. Thế nào họ chữ cũng lại à đó, tim đang lại đó, đang lại đó. Ở đó, chuẩn bị nó quất rồi nha. Đó đó đó, cá phao đạt kìa. Đó 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 đó. Từ từ đặt, từ từ đặt. Mới ghẻ à. Đó đó. Trời ơi. Con chết bà một. Đó nó chạy kìa, các bạn thấy tim không? Con cá gô. Cá gô hả, cá chè? Cá gô, kìa nó ăn cái. Kìa cái phao mình ăn kìa bạn. Đó 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 đó, đợi xíu đi. Hay gì xảy hoài tức lắm mà. Đó đó. Đó, đó, đó mình cho nó lòn chúng đi. Nói sực giật ba nhát không dính. Mồi mình nấy ra nó cũng bở lắm mà sao khó sóc dữ. Đó đó đó. Nàng không nuốt giờ. Đó đó. Cho nó gịch gịch phao xíu nữa. Dứt. Trời ơi. Kỳ ta. Chừng hai thằng có uống vô có nụi. Nè, xuống dính nè. Cá chê nó lên tiêu quá trời, nó không ăn ta.
hồn quá. Cây quay mình nó bị vấn đề, nó không theo được ý muốn rồi. Đó đó, nghĩa có phao con đạt nè. Đó, tìm lại rồi. Chuẩn bị nó xử đó. Con có chạy luôn, cậu không ăn ta. Đó, 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 đó. Từ từ, cứ từ từ, đừng manh động. Bộ tim nó bựng bựng lại kìa. Tim nó chạy luôn cho nó ăn. Đó, 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 đó. Đưa lên bờ luôn đã. Dính, 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 dính. Ủa, cái gỗ đồng. Chà, ông bá lửa luôn, quá đã, quá đã. Gỗ đồng bạn ơi, nè, dằn dính nè. Vô. Vô, 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 vô. Vô, không có đem cái xô thêm á. Hãy cái đem túi lưới không? Có, đem túi lưới mà không có xô. Túi lưới rộng đâu vậy? Chết bà, chứ này càng yêu à. Còn cái gỗ đồng nữa mà. Rồi. Bành kỳ. Quá đã, quá đã. Con đầu tiên. Con đầu tiên nha. Vô. Không có đem xô, đem túi lưới nè. Chịu đời nói không? Nước này càng yêu sao rộng trời. Đã, đã, đây đi. Để đỡ đi. Gồ, cho con chết, lầu chết lắm. Vô, vô. Còn cá chì. Ủa, ủa câu ổ các bạn thấy đã không? Chà bá luôn. Quá đã, quá đã. Mẹ cầm một lưới vô gỡ vậy ta. Hai cờ, hai thằng, hai cần mà câu con cần một bạn ơi. Cần mình cái lưỡi câu nó dính, coi chừng nó quất đó. Nó quất cái la làng cái chiều luôn ông nội. Quá đã. Bừng bừng đừng biết cá chê lắm. Chê tìm quá trời luôn. Ừ, còn kìa, còn dưới nguyên ổ kìa, cá chê quá trời, tìm bừng bừng dưới kìa. Nãy quên đem kìm bẻ ngạnh. Nó dính gỡ ra. Ê. Mình chưa có quay phim kịp người đạn kéo lên nữa bạn. Cái rô chà bá luôn nè. Còn cái rô con nào nó bự kìa nè. Mới lội xuống lấy lưỡi câu nè. Sình câu nó bị gướng lưỡi câu của mình chứ. Ba con. Ba con rồi kìa. Ừ. Nào lấy sình không. Thì bắt hôi. Bắt hôi vậy đó. Tại Trung Quốc còn nữa coi. Nè, dính nữa nè. Con hồi mày quay phim tao ca câu vậy nè. Ừ. Còn nữa đi. Câu cái này đã thì chứ. Cái gô đồng này chỗ này kiếm được con bự bự như đã lắm. Đâu hết rồi. Đi đâu hết rồi. Cứ từ từ, nó còn ở đây nhiều lắm. Nãy giờ nó ăn hết một màu như nó no. Đâu có ba con rồi không? Mới được ba con rồi chú ơi. Mới câu à. Dạ à. Con làm YouTube. Chỗ này cái con nhận cái chê cái gô nhiều ghê lắm chứ. Mới thả xuống nhiều quất ba con à. Chú câu mồi gì? À. Dạ có. Đó 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 quất rồi đó. Đó đó. Lết trời ơi. Hết câu ăn giật mạnh nó mới dính. Trời ơi, tim nó lên bừng bừng rồi. Lên nè. Đó, 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 đó. Từ từ đặt, cứ từ từ. Quá trời đêm nữa. Đó, đó. Ừ. Đó, vô, vô, vô. Bành kỳ, con cá gô, trời ơi. Trời ơi, cái gô đồng nè bạn. Gô mè. Cái đầu vuông chà bá lửa luôn. Lăn xong vậy. Anh bịa đẹp. Ừ. Quá đã rồi coi. Trời ơi con lành coi. Cái này hồi mày phải quay phim tao câu mới được. Câu đây quay ra. Rồi vô vô. Tao 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 câu mày. Mày lắm bạn, câu này mê lắm. Trời cái gô bự bự nè. Đấy đẹp quay, tới mình câu. Ăn không à? Em canh ngay chân cái lỗ đó nha nè.
đừng lắc, tại cái này phun nó hơi mà. Dạ mọi thức ăn bịch. Đó. Vô. Vô mày đó. Đừng nói mình để xuống không ăn nhà quế đâu mà. Đừng ăn. Cứ từ từ. Giật cái coi. Đó nó còn tim đó. Tim còn đây nè, cá còn. Đó đó đó. Đó đó. Nó ụt cái chỗ cái bụi này dữ lắm. Đợi mấy ông xịt cái trời. Đó đó đó. Giật giật đây, cái chơi bự rồi. Bự 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 bự. Trời ơi. Quá lão quá đã. Ông đầu câu luôn. Trời ơi. Mày hả lị? Ồ đã chứ xuống xúc. Đó đó nó vậy. Tao cái trò. Đây của cánh dê trà bá luôn. Đó 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 đó. Manh động quá. Anh bị nó bị một phát rồi. Đó cánh dê. Chứ cấm câu nó làm con khoát nhất cái ngày trời. Đó con lành không? Trời ơi, thứ gì chịu nổi. Dính gì sao quá đã, quá đã. Còn sức được. Máu đựng quay. Đây cái lỗ đây. Tóc tiêu rồi đây. Đó còn tiêu lên quá trời luôn kìa. Cạn cạn chứ câu dính dính giữ mà hỏi chạy lên nạn mê câu không chịu quay phim mà chịu đời nổi không người công con. Người công con đó đó để xuống thấy cái động tĩnh kìa mang vật liệu có chê nó không bị trúng cử. Ừ cái chóp nó đem hộp lử theo quên trong cái đồ nghề anh có lử nhỏ đâu hết. Rồi còn tim nhóc trên. Đó tim lên. Đó tim lên kìa đó thấy không. Cá bự à. Đó lên. Lên. Một ẻm nữa rồi. Đó còn kìa. Rồi. Rồi xảy luôn. Buồn như con chuồn chuồn cá chê. Trời ơi bạn coi kìa. Nước còn quợn tim luôn lên bừng bừng kìa. Chưa dính nhà con nữa. Ba người sao đi. Đó. Tấm lưới kia sao đi. Lô, lô. Chuẩn bị. Nói chạy con tức lắm đó nha. Chỉ ngày phải dính. Đó đó thì đó. Lên đó. Dứt. Dính lên lên lên. Mày hả lì. Quá đã quá đã. Đó ngon lành chưa. Thấy chưa. Ngon lành cành đào. Ô cái chê nè. Ô cái chê vàng. Hả giống chị chị vàng. Vàng chị vàng chị vàng chị vàng chị vàng ô cái chị vàng xích đằng đây có bè nuôi cá chê vàng nè. Ừ nó xích ra hay vậy nó xích ra gì nè quá trời cá này cá chê vàng nè có đớp nè. Ừ. Cá chê nuôi nó đâu có vàng đâu nè không có bông đúng nè. Rồi đúng rồi cá chê vàng người ta nuôi các bạn người ta gần bán là người ta cho ăn thức ăn trong vòng nửa tháng là bắt đầu nó vàng cháy liền à thức ăn vàng gì đó thức ăn vàng gì á tại bạn của Đạt có chú nè thả bè cũng có nuôi cá chê. Ông nói trước khi gặn sức cho ăn hai bao hay gì hai bao là bắt đầu nó dần cháy lên liền mà nghe nói gặn nó mắc lắm gì á. Ừ, cái bè mà mình với Đạt bữa đó có thả lưới có quay phim đó mà ngồi lên bè ăn mì á bạn Thăng cũng Đạt cũng nuôi cá chê nuôi thấy không vàng bữa đó mình hỏi ủa sao cá chê vàng mà sao không thấy vàng nữa không chừng nào bán rồi cho thức ăn không cho cá chê nuôi không cho ăn thức ăn đâu vàng. Ừ, cho ăn trong vòng nửa tháng là dần cháy liền bắt đầu nên đi bán nè à. Ngồi chút xíu quay đi đó 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 tìm quá trời chuẩn bị ăn rồi đó tìm nó lại là chuẩn bị nó quất nè. Ừ, đó đó quá trời luôn liệt đó, mày đó đó đó, 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 đó. Lôi mày cứ từ từ lôi nó dịu đưa lên nồi luôn rồi cũng sẽ dính quá trời tim rồi. Đâu rồi ta? Đạt. Đó, lên, lên. Quá đã. Rồi giờ người ta nói chuyện lo gì con giống mối. Trời con giống mối chạy sạc bên tưởng đâu gắn hổ bạn nhìn mình đây thấy cái phao đó liệt rồi. Ở đây gắn hổ dữ lắm. Gắn hổ lắm.
coi chừng như ông nội nó đẩy một phát được cái la làng khóc nguyên ngày á. Châu Phi. Châu Phi. Nè, bao nước này. Con hay con nó xuống chuồng có dính. Tới tới anh câu đó. Nãy giờ nó giành câu không á. Dính quá trời dính, nó giành câu không. Đó nè, coi nè. Mới chút xíu nguyên bị nè. Quá trời ơi. Trời ơi, quá trời rồi. Quá đỡ, quá đỡ. Mày lấy cho nó một cục mồi nó đi. Thôi, cục mồi nó cần gã dữ em ơi. Mình câu. Luyện thêm nó không có nhát. Câu cá cha riết ngán, giờ bữa nay đi săn cá rô với cá chê. Có mấy con cá rô đó là ngon rồi đó. Có mấy cái rô đồng này quá đã. Xuống, để nè câu con nó đi, mình cái mình. Ghiền quá. Ghiền quá. Dạ. Chục con chưa? Dạ chưa. Gần tới rồi, gần chục con rồi. Cá chê vàng nữa vậy. Nó xúc ra nó đi. Nó không xanh á. Mới dính được con chê vàng á. Mà cá nuôi nó đâu có vàng đâu, nó cho ăn thức ăn nó vàng, nó có bao thức ăn gì hồi bữa ông cũ lúc nói. Ông xài xài một bọc bọc màu vàng thì có cái bọc vàng. Nó cho ăn gần gần bán nó cho ăn là vàng. Đó 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 đó, lên lên mày hai em. Trời giống chơi vàng quá vậy. Chơi lai. Chơi lai. Ở trên bờ nha. Trời đó xích xích. Đâu phải chơi vàng. Chơi lai lai nhìn thấy vàng quá giống chơi vàng nó bông dữ lắm. Ồ. Đâu có, cái chơi mình nuôi mình không cho ăn vàng đâu vàng. Tên tên gì vậy anh ấy? Dạ Đồng Tháp quê tôi anh. Đồng Tháp quê tôi hả? Câu đi. Câu quả gì? Vô 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 vô. Trời ơi, lâu ai phim. Trời ơi, tim lên bựng bựng kìa bạn. Nẹt xuống dưới lấy cái bao cá thả vô cái đục rồi sợ nó chết á. Trời ơi, tim bựng bựng kìa. Trời ơi, lâu. Cá đàn ngàn các bạn ơi. Mới gì gì vậy? Mới gì á. Có phao chui vô lục bệnh đó cái đít vậy nè. Đó 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 đó. Đó. Đó, mày sẽ liệt. Mày hả? Thủ thế ghê. Thủ thế ghê quá. Kéo cá chà ba lửa các bạn. Đạt nó quay nãy cũng cái máy quay mình luôn. Mới thấy gì mà đó 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 đó. Cá gì dĩa không trời. Cứ từ từ. Rồi mày cũng sẽ luôn nồi thôi. Đó đó. Chuẩn bị nha, nhổng bay lên nè. Tim vọng. Đó đó. Hết. Cá gì dĩa ta? Vô. Dĩa dĩa số ốc vậy? Ừ, lên tim đó. Đó, lên tim đó, đó, đó. Xong, lụm, lụm, lụm. Trời, cái chê, quá đã, quá đã. Mày hả lì? Vô nè. Ôi, lạ quá bạn ơi. Đó, để mới phóng thanh qua hàng dĩa nội. Cá ổ, nó cắn lộn. Cá ổ à? Nó cắn lộn đấy. Cá ổ, nó hay cắn. Quá đã. Cái gọng lưới lạc má đem đổ vô đục dưới kìa. Rồi. Đạn nó quay phim không được chứ quay được mình câu có được. Ngứa quá trời ngứa. Vô mày. Chuẩn bị nha. Đó 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 đó. Để lên đạt lên đạt lên. Ủa, một hẻm nữa. Quá đã quá đã. Trời ơi, thứ gì chịu nổi. Chờ ê chê. Chờ ê chê. T-R-E. Chờ ê chê. Sao con này dễ dữ vậy. Quá quá. Con này hồi về chắc chở cả đục luôn quá. Đó. Đó, hai ẻm nè. Nãy phải cái gô về đâu, cái gô đâu hết. Rồi nãy dính được mấy cái rô ngon quá trời sao vậy không thấy ta. Hả? Nãy dính mấy cái rô liên tiếp ngon quá. Còn dưới đó là thấy lên tim rồi. Chú mày đó. Chuẩn bị nha, tư thế giật. Đang ghẻ mồi quá. Đó đó đó. Ủa lên tim kìa. Nó lại nữa. Nó lại đó. Đó 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 nó lại quất rồi đó đạt. Lúc xuống giật. Nhổng ben lên, nhổng có phao lên.
Đó. Ăn gì thấy ghét không? Ăn kiểu gà chết. Đó, 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 dứt, 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 dứt. Lên mày. Một ẻm nữa. Quá đã, quá đã. Tự có chê không? Ngô mày đâu hết rồi. Vậy. Đó, rồi, rồi, nè, nguyên vị cá nè. Đó, cái chê nằm. Mày hay lị. Bỏ vô thối ra. Ê, dẫn chơi bà ông nó quẩy một phát cái thứ ăn đổ ra ăn mày hết. Những cái chê nhiều gì mà hai anh em không có ai đem theo cái nồi dẻ gì hết á. Ai biết có hay không? Ai biết có hay không? À, dính quá trời dính. Đó, có tem lại mà. Như chuẩn là... bị quất nữa rồi đó. Chả này... Nó đang ghẻ, ghẻ. Đó, 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 đó. Chuẩn bị nha, tư thế nha. Đó. Quất con ngô mè vào má cái coi. Kìa, 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 nó gung gung quá rồi. Ngon lành cành đào. Đó, đó, đó. Rồi bắt đầu chuẩn bị nha. Cá ngổ chạy. Đó, đó, đó. Tim nó lên kìa. Đó, đó, đó. Cái ghĩa không có chưa kiểu nhổng be, nhổng có phao lên. Mày dâu rồi. Kỳ vậy. Ăn kiểu thấy ghét trời. Đó, 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 đó. Đó, tim lên nữa kìa. Cá này ăn kiểu sắp ốc hơn chứ. Con cá kỳ cục chạy. Cái ghĩa thôi ngoạn mà tim cứ lên cái ghĩa cái ghĩa không. Đó đó, 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 rồi, rồi, xong rồi đặt. Trời ơi. Làm lại, xảy cá tức quá. Bỏ xuống mày. Quất nè. Trời ơi, mình quay chưa kịp nữa bạn. Hai anh em mình câu kiểu bá đạo nè, cần câu có ngắn ngủng chưa được nửa mét nữa. Cái he quá trời, cái he luôn. Nãy giờ dính đây mấy con rồi? 5-6 con rồi đó. Quá trời. Không kịp quay bạn ơi. Nè, coi nè. Câu ổ, đúng, câu đã rồi chứ. Nè, nè, nè. Câu theo kiểu út nè. Đó, thấy không? Trời ơi. Vậy cũng có được. Thì ơi hai thằng ngồi chứ mũi xuồng hồi té xong hết quà luôn. Anh đứng rồi hồi lọt đi. Nè, thảy xuống là bụp, thảy xuống là bụp. À, bắt đầu quất rồi nha. Nó hụt ra dài rồi. Khó giật nó chết rồi. Đó, đó, đó. Quất hào dính kéo gông đầu câu luôn đã. Điều cái hè nó nhỏ nhỏ chứ không được bự không. Đây, lỗ hai thằng tối ngày cứ giành nhau, không thằng nào cũng giành câu, không chịu thằng này quay phim chứ chưa đời nói không chống cái quay lên chống con khỉ xíu văng xong rồi không xíu nữa, cái điện thoại mình văng xong luôn rồi. Quá nó mê câu con nó giục cá tùm lum hết trơn nè. Để ngồi đi hết xuống cho ra luôn. Xuống cho ra luôn mới đã. Đã. Trời ơi. Dết. Trời ơi. Lấy cái đó. Lo đừng có tắt vô đâu. Không đem cột lên luôn. Đó. Nè nè, lọt cục quá. Đó. Trời ơi. Cá nhỏ nhỏ. Nãy bóp con miếng thức ăn xuống này mới nghe bụi lợi cá đóng. Đó. Dính mày hả lị đó, đã không, đã không. Quá trời. Dùng sao đã đi. Dùng màu nó chết hết. Giặt ngồi nhỏ nhỏ. Rồi sống nó đánh kìa.
đó 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 ăn đó 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 vô vầy á lị câu chuyện câu cá cái này thứ gì chịu nổi heo con cọp xuống môi vô mà chưa thẳng dây là quất rồi đó giờ đó đó chưa thẳng dây chưa xuống là ghè quất kìa từ cho nó nhõng vào cái đã đó lên lên rồi được rồi được rồi được rồi lên đâu rồi cá rồi nhồi quá chịu đời nói không đúng một câu còn hơn cá lồng tông kiểu câu hồi xưa nữa cái he gì nhỏ không trời cái này cầm cần câu có lệ thôi cái cầm cọng tay cái tay mình cầm giống câu dễ hơn nữa lấy tay cầm vô cọng găng khó giật đó hả mà thấy không mới giục xuống lụm mà hết mồi gì vậy hả mồi ơi hết mồi cái gỉa mau trời khổ chứ đây gì quất ngay quất ngay từ 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 đó 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 rồi đừng nó hết mồi nha hết thiệt đó. Ngay quỷ đó lại mày lo cho hết nữa đi trời cá ụt sau lưng kìa ụt cá gì bự dữ đạt kìa lưng em kìa đó con vợ sống không kìa không có cái mồi nó ăn rồi rồi giảm phao con khỉ xảy rồi cái dồ chứ gì trời ơi hai thằng nhồi quá có cá giò nè tóm chùm nho thấy xuống hồ dính gì đó đó á trời ơi xảy nữa rồi đó 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 được. Trời ơi cái lưỡi câu hơi bự mà nãy quên đem lưỡi câu nhỏ theo dục xuống luôn đó 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 lên mày rồi xảy rồi đó lưỡi nhỏ đi anh có cái lưỡi nhỏ trong á trời ơi đặt dính cái chim chạp ba luôn mà mình quay phim không kịp đó nghĩ đã không trời ơi thứ gì chịu nổi rồi trước ra luôn rồi cầm cái chim chạp ba là anh bịa cái đặt đẹp quá mà à ờ đã không sao mai mờ hai tối rồi con lạnh em để cái sát sát dưới cái đặt à quá đã bạn rồi ok rồi bây giờ hai anh em mình về thôi bạn ơi để hồi về nhà đạt rồi mình quay cá cho bạn xem ha bữa nay cậu Thục dính cá quá trời luôn dính đâu hình như được hai cái chim bự giờ hai anh em mình trên đường về nhà thôi hai vợ chồng đang như đặt thả lưới vậy phải bữa nay quá trời cá luôn nè cá chê xuống đây nè rồi trong học này cá dẫn với cá chim cá he với cá chim chứ còn cá chê ở đây đâu 9-10 con bành bành luôn nè quá trời quá đất có ổ anh em mình câu được chút à cái ổ cá chê nãy dính đâu được khoảng 10 cá chê với mấy cái rô mè đó cái hết ăn luôn giờ xuống điểm lục bình rồi cầm ở ngoài mé sông Tiền nè trời ơi dính cá chim cá he quá trời đều có he nó nhỏ nhỏ chứ không được bự rồi để hồi về nhà đạt rồi mình quay cho bạn xem ha rồi hai anh em mình về tới nhà bạn ơi bữa nay câu Thục quá trời cá luôn rồi đây là cá chê ngoài các bạn xem nè còn lại lóc đây hai bà con nữa nè trời ơi nè bỏ vậy nó không bị đâm nhau nó không chạy không có cắn lợn các bạn coi nè trời ơi ba cái bụi cái che đi 10 con nào nó bự bự không thêm ra hai cái chim một cái he tùm lum hết trơn nè đó cái chim nè đâu đều cái he nó không được bự hung mà đâu rồi cái chim quá vậy mấy con nó đuôi đỏ bạn thấy không quá trời cái he cái được hai cái chim chà bá luôn có một con mình không quay kịp nữa hai cái chim bự lắm bắt chân luôn cái chuyện nó phóng ra cái ăn mày cái chim đâu phóng nó nặng quá gì hả đó nè hai đó trời bạn coi kìa đó đó thấy đã không hai con lận đó nè hai con đó, đó 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 lợi đó nè đó đã không bữa nay câu Thục nhận quá trời cá bạn ơi cá gô chà bá ờ thì mấy cái gô đồng mình quên đó chứ này chúng ngộ chứ bạn trời cái gô đồng của mè mình á đó. À. Đó bự bự gì không nè đó
Neo lứ. Đó, đây cá chê nữa nè. Trời ơi quá trời. Cá ngàn đô nữa. Cá ngàn đô nữa chứ. Đâu rồi? Nãy gần đạn câu bằng tay á, không có quay nữa. Đâu rồi? Quá trời. Bữa nay con thục. Đâu rồi? Bạn coi cái hạt này nó cái đuôi nó đỏ ngư dân không? Nè. Cái hè đó mình câu dính đó. Nè, đỏ. Đỏ, đỏ. Đó. Mình đều có hè nó không được bự hung. Không quay. Tại không quay mình không quay dễ lại mình sợ cái video nó quá dài bạn. Tép bữa nay dính cá nhiều quá đó. Ủa anh cột xong tép bọn được ngóc chân. Ủa anh cột cứng luôn mà. Rồi thôi hai anh em mình cũng xin kết thúc video ở đây bạn. À, chúc các bạn xem video vẻ nha. Chà,